Đầu tiên là các bạn vào cho tôi trang Google, nếu như không nhớ cái trang thuế điện tử đấy thì các bạn vào Google tìm cho tôi từ khóa thuế điện tử. Đấy, cái trang của Tổng cục Thuế này. Sau đó các bạn sẽ chọn là cá nhân. Các bạn đăng nhập vào nhá, chọn đăng nhập này. Nhập cái ký tự ở bên cạnh vào. Tiếp theo là sang kê khai thuế. Các bạn chọn kê khai thuế cá nhân kinh doanh. Lựa chọn theo là thông tư 40/2021 này. Tiếp tục. Ở đây là các bạn chọn là quý năm hay là tháng là do cái các bạn đăng ký nhá. Của tôi là đang là quý và bây giờ là quý 4 nên tôi sẽ là làm là quý 4. Bấm tiếp tục. Tiếp theo khi cái cửa sổ hiện ra các bạn chọn là phương pháp kê khai, nhập tên này, nhập cửa hàng này, tài khoản ngân hàng này, ngành nghề kinh doanh thì bạn chọn cái ngành nghề mà các bạn đăng ký kinh doanh đấy. Đấy, các bạn thêm dòng để thêm cái ngành nghề kinh doanh nhé. Để kể ra mà nó có cái số đằng trước chẳng hạn như là 12456 thì mình sẽ nhớ số của mình là bao nhiêu. Tiếp theo đến đây là diện tích kinh doanh thì bạn điền cái diện tích kinh doanh ở trên cái tờ đăng ký kinh doanh của bạn vào. Số lượng lao động thì là số người mà bạn ký hợp đồng thuê đấy. Địa chỉ của xóm, xã, huyện này, chọn xã này. Đấy, tiếp theo xuống dưới này bạn sẽ kê khai vào. Ở đây nó sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là cái phần hàng hóa thương nghiệp đấy, gồm các cái hàng hóa mà bạn bán ra. Cái thứ hai đó là cái phần dịch vụ không bao thầu, giống như kiểu các bạn cho thuê quần áo họ đem về họ dùng đấy, mình không cần phải đi phục vụ. Cái dòng thứ ba này chính là cái hoạt động dịch vụ nhưng mà có bao thầu, ví dụ như bạn bán cái dây mạng xong rồi bạn phải đi bạn kéo cái dây mạng thì cái công kéo đấy nó sẽ tính ở cái phần thứ ba này. Hoặc là bạn cho thuê loa đài thì bạn phải đi bạn chỉnh loa đài để phục vụ người ta, như vậy thì nó sẽ nằm ở cái phần ba này. Tiếp theo là bạn sẽ nhập cái số doanh thu, số tiền đấy theo cái ngành hàng của bạn. Các con số này tôi sẽ lấy ví dụ để các bạn dễ hình dung về ba hạng mục tính thuế. Thuế sẽ tự nhảy ra. Thêm phụ lục này, các bạn phải thêm phụ lục để bạn khai này. Chấp nhận này. Nó vẫn ra cái này thì bạn phải kéo xuống, bạn tìm cái phần phụ lục bên dưới. Đây, phụ lục nó là cái phần này nhá. Bấm vào đây. Chỗ này chính là cái mục của bạn khai báo cái tồn dư rồi là nhập thêm đấy. Thì bạn cứ theo giấy cái phép kinh doanh với linh kiện điện tử này, video ảnh này, phần nữa là thuê trang phục, đơn vị tính đối với linh kiện thiết bị cho là cái này, bảng bộ đi. Cái hàng thương nghiệp của bạn thì bạn phải cân đối xem cái đầu vào của bạn là bao nhiêu. Video của tôi khoảng 200 video đây. Và thành tiền thì cái này, chỗ cái này thành tiền này các bạn nhé. Cái chỗ thành tiền này chính là cái số dư cuối quý 3 của các bạn. Nhập trong quý 4 này. Xuất trong kỳ. Là xuất trong kỳ. Cái này thì các bạn sẽ dựa vào cái sổ nhập xuất hàng của các bạn để các bạn có những con số này.
Và cái con số này lại là cái con số để tồn của quý 1 năm 2024 các bạn nhé. Bạn phải lưu lại số này và cái số này. Các con số này chỉ là các con số ví dụ. Và để tránh trường hợp lỗi server phải làm lại từ đầu thì các bạn sẽ bấm vào chỗ lưu nháp này. Và hoàn thành rồi thì các bạn sẽ vào đây để hoàn thành. Khi mà chuẩn rồi thì các bạn sẽ bấm vào là nộp tờ khai. Nộp tờ khai. Tiếp tục. Lại nhập mã G75Z vào đây. Nó sẽ có một cái mã OTP gửi về điện thoại của bạn. Cái số điện thoại mà bạn đăng ký với cơ quan thuế. Thì bạn nhập cái mã OTP mà gửi về tin nhắn cho bạn đấy. Sau khi nhập được mã OTP thì các bạn ấn tiếp tục. Nếu thành công thì sẽ hiện lên một bản thông báo đó là nộp tờ khai thành công. Do đây tôi chỉ là các con số lấy ví dụ nên tôi dừng ở bước này. Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ kê khai là một ngày. Và sau khi có kết quả thì các bạn sẽ tiến hành nộp thuế. Tin nhắn này chỉ là tin nhắn xác nhận việc kê khai thành công chứ chưa nộp thuế các bạn nhé.